một chiếc iPad mini 4 cũ hiện tại đang được rất nhiều khách hàng săn đón, bởi vì là tính nhỏ gọn trong công việc cũng như để cho các cháu học tập rất là phù hợp. Nhưng để chọn được một chiếc mini 4 mà chuẩn nhất, xịn nhất và giá thành ổn nhất là một điều vô cùng là khó. Chính vì vậy là BSM làm clip này để hướng dẫn các bạn chọn được những chiếc iPad mini 4 tốt nhất và giá thành tốt nhất. Cùng xem clip nha. Vâng, và trên tay mình hiện tại đang là một chiếc iPad mini 4. Mình sẽ làm hướng dẫn các bạn cách chọn mua chiếc máy này chuẩn nhất và là máy cũ nhé. Bởi vì hiện tại bây giờ không có máy mới nữa, bây giờ máy mới chỉ có iPad mini 5 thôi. Mini 4 mình không thể nhập được máy mới rồi. Và ở bên nào còn thì máy nào tồn hàng hoặc là rất đen là anh em mua phải cái máy đóng lại. Đó. Thế nên là chút nữa mình hướng dẫn hết cách bước anh em xem để biết mình mua chuẩn hay không. Bởi vì hiện tại mình đang cầm một chiếc rất là chuẩn ở đây. Đó. Thì việc đầu tiên để lựa chọn được một chiếc iPad mini 4 chuẩn hoặc là ngon thì tất nhiên là anh em cần xem qua về hình thức trước, đúng không? Thì iPad mini 4 hiện tại chỉ có, và trước kia ấy thì chỉ có duy nhất là ba màu nhá. Trên tay mình đang cầm là màu bạc và có cái màu vàng rất là đẹp ở đây, mọi người rất là săn lùng rất là nhiều màu vàng này, và một cái là màu xám. Đó, chỉ có ba màu thế thôi, bạc này, vàng, bạc gold và xám, như một chiếc iPhone ấy. Nó chỉ có 3 màu như vậy. Đó. Và để nhận biết có chuẩn là mini 4 hay không thì chúng ta cùng xem cái modem ở dưới này. Thì ở đây là của mình đang cầm sản phẩm là A1550, và mình sẽ liệt kê một số cái modem cho anh em xem về mini 4 nhá. Đó, thì trong cái modem này có một phiên bản là có 4G và một phiên bản là không có 4G. Đấy, thì nhận dạng phiên bản có 4G và không có 4G rất là dễ thôi. Đó là các bạn có thể nhìn vào sau lưng máy này. Khu vực trên này nó là khu vực anten sóng 4G, sóng di động. Thế nên là những chiếc máy mà không có 4G thì nó sẽ không có cái giải nhựa này. Giải nhựa này nó sẽ tương ứng là màu bạc nó sẽ là màu trắng này, màu vàng nó sẽ là màu trắng, và màu xám nó sẽ là màu đen. Đó, mọi người lưu ý nha, anh em các bạn lưu ý nha, là nó sẽ phải chuẩn như vậy. Đấy, thì nó có giải nhựa thì nó là phiên bản có 4G, và không có giải nhựa thì là phiên bản không có 4G. Còn hiện tại một số trường hợp anh em mua phải cái máy mà nó có giải nhựa này mà không sử dụng 4G ấy, thì những chiếc máy đấy là những chiếc máy phá hàng cái lao, nó không chuẩn đâu. Nó đóng lại chip rồi. Đó, thì anh em không nên mua. Đã mua là có cái này là phải dùng được 4G. Phải dùng được 4G nhá, phiên bản này không có lock nên phải dùng được 4G. Chứ không phải là phiên bản người bán hàng người ta lại bảo là máy lock không dùng được 4G đâu, có này nhưng không dùng được 4G đâu, không chuẩn. Bởi vì có cái này phải là dùng 4G nhá. Đây là điều nhận biết về cái iPad mini 4 có 4G và không 4G và chuẩn là iPad mini 4 là như thế. Còn ngay từ trên vỏ là chúng ta biết được là nó có đã dựng hay chưa. Cũng dễ thôi. Đó, thì việc đầu tiên là logo của táo nó rất đẹp ở đây, và để biết là nó có dựng hay không ấy thì là chúng ta sẽ cùng dùng tay của chúng ta miết vào đây. Đó, nó sẽ rất là mịn, nó không có cái độ gồ ghề lõm xuống cao lên hay gì cả, nó rất là mịn luôn nhá. Đó, các bạn cùng vuốt này. Đó, và cái logo này ấy, là nó sẽ phải có màu sắc chuẩn. Như ở trên tay mình đang cầm một chiếc màu bạc ở đây thì cái logo này nó sẽ là ánh bạc. Đó, ánh bạc nhá, nó bằng kim loại đấy, nó sẽ ánh bạc rất là trong ở đây. Màu vàng nó sẽ là ánh vàng, và chiếc máy màu xám nó sẽ là ánh đen. Nó là chuẩn màu như thế nhá, chứ không phải là cái này nó là ánh vàng là không phải, hay là màu vàng là ánh bạc là không phải đâu nhá. Nó phải chuẩn như vậy thì là mới là logo chuẩn, bởi vì cái này là tháo rời ấy được. Nhiều khi người ta dựng vỏ người ta lắp linh tinh vào là chết dở đấy, nhưng mà cái việc đấy là cái việc sơ ý hay là ẩu người ta lắp linh tinh thôi. Nhưng mà mình cứ khuyên anh em một lần là như vậy. Đó, đó là mịn nha. Tiếp nữa là cái phần camera ở đây nó nhỏ như này này. Đó, và cái viền đen bên trong camera nhìn rất là lớn. Chúng ta sẽ nhìn thấy nha. Nó không đen kít được như iPhone đâu. Đó, phía bên này nó sẽ có một mic phụ này, bên này cũng thế này. Đó, iPad mini 4 nó là như vậy, phí nguồn nó ở trên này. Đó, bấm rất là nảy nhá, hai phí bấm tương tự nhau. Đó, đó, đây, xem qua vỏ như vậy. Quan trọng nhất nha, quan trọng nhất là vẫn là khu vực ở dưới này này. Ở trên này nó sẽ có một số cái thông tin rất là quan trọng đi theo từng con máy nó sẽ khác nhau. iPad thì nó sẽ không quản lý bằng số email mà nó sẽ quản lý bằng số serial number. Đây anh em nhìn thấy nhá, cái serial number ở đây này. Đấy, không máy nào giống máy nào luôn, nó như số chứng minh thư của mình ấy, không máy nào giống máy nào luôn. Nên khi mua máy là chúng ta cần quan sát kỹ CBR này, để chút nữa chúng ta xem ở bên trong nó có trùng hay không. Đó, nó trùng hay không, nó phải trùng nhá. Và cái số CBR này, check trên Apple nó hiển thị là mini 4 luôn. Nó là chuẩn là như vậy. Khi mà chúng ta xem qua lại một lần nữa cái vỏ này, bởi vì cái vỏ của iPad hay là tất cả sản phẩm Apple người ta hoàn thiện tỉ mỉ từng chút một ấy. Thế nên là chúng ta xem kỹ nhá, đầu tiên là chúng ta xem phía bên trên. Ở đây là phím nguồn, mình không nói, mình vừa nói qua rồi.
Tiếp nữa đến chỗ cắm chân cắm tai nghe này. Nếu như chiếc máy dùng nhiều thì chân cắm tai nghe này nó sẽ bị bẩn tương đối nhiều. Còn đây là chiếc máy của mình dùng rất ít. Dùng rất ít luôn, mình nhập từ Nhật về nhá. Dùng rất ít này thì nó còn trắng và nó sẽ là màu trắng như này. Máy màu xám nó sẽ màu đen mà máy màu vàng này nó sẽ là màu trắng, nó cái màu tương đồng với màu của anten này, còn nếu không anten sẽ là như vậy. Đó, so cái màu này cùng với cái bên dưới là chân sạc này thì nó có sẽ có màu tương đồng với nhau, cũng sẽ là màu trắng, màu đen và màu trắng nha. Đấy, nó phải chuẩn như vậy nha. Đó là các dấu hiệu nhận biết đã bị thay thế hay là chuẩn hay không. Bởi vì nhiều khi người ta dựng, người ta ẩu ấy, người ta sẽ lắp cái chân màu máy màu đen và chân màu trắng ở đây, hoặc màu trắng sẽ là chân màu đen ở đây. Cái đấy là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì chúng ta sẽ nhận biết được cái máy nó có chuẩn hay không. Và tiếp nữa cái dạng giải loa ở dưới này. Thì ở đây là hai giải loa này. Đấy, thì tất cả những cái lỗ loa đây đều phay nhá. Ở bên cạnh chúng ta đều được phay bóng nhá. Sản phẩm nào cũng vậy, không chuẩn, không phay bóng là không chuẩn nhá, không phải bỏ chuẩn nhá. Đều được phay bóng này. Phay bóng tương tự như là cái chân sáng ấy. Đó, các bạn nhìn nhá, phay bóng nhá. Và phay bóng tương tự như là cái mép màn hình này. Cũng sẽ được phay bóng này. Chuẩn hết như vậy nhá. Đây này. Đó, cái mép màn hình nó rất là đều. Về vỏ là xem như vậy, cái mép màn hình xem lại cái mép màn hình nhá. Nó sẽ rất là đều này. Những cái đường rất là đều này, không một vết cạy luôn. Bởi vì iPad tháo ra lắp lại khó đẹp như này lắm. Đó, chỉ có những nhà sản xuất chuyên nghiệp ở nước bạn thôi thì may ra mới làm được, mà gần như là mình chưa thấy có. Đó, những cái đường phay bóng rất đẹp nhé. Khi chọn máy thì chúng ta cần chọn máy là nó cũng phải tương đối ổn ổn một chút hình thức ấy. Bởi vì sản phẩm trên 6 triệu mà đâu phải rẻ đâu. Thì hình thức cũng phải ổn ổn một tí, thì trên 6 triệu tại thời điểm hiện tại mình nói là đầu năm 2021. Sau đấy thì nó sẽ rẻ hơn. Thì anh em lưu ý là thời gian nó sẽ như vậy. Đó, phía dưới phím ấn phím volume này nó sẽ được phay bóng nha. Đấy, bỏ chuẩn này. Đó, mọi người nhìn nhá, các bạn nhìn nhá. Đó, chuẩn là như thế này. Khi mua mà không phay bóng thì không chuẩn đâu. Đó là sơ qua về vỏ. Tiếp nữa đến khu vực màn hình này. Cái này rất là quan trọng. Rất là quan trọng luôn, bởi vì màn hình của iPad mini 4 tương đối là đắt. Đó, thế nên là chúng ta cần xem nó bị ép kính hay chưa, đúng không? Đó, các bạn lau thật kỹ giúp mình nhá. Dùng giải, dùng khăn nhá. Dùng khăn lau thật kỹ vào. Lau thật kỹ vào. Đó, để xem là cái màn hình này nó có lộ, bởi vì màn hình ép lại ấy, thường hay lộ cái đường ô vuông dạng kiểu như là cả bứng ấy, nhưng mà màn hình xịn của nó không lộ và nó rất là đen. Lau kỹ nha, và lau kỹ, nhìn kỹ xung quanh này, các mép này, xem là nó có bụi bên trong hay không. Lau mà thấy có bụi bên trong thì chắc chắn là ép lại kính rồi. Đó, chắc chắn là ép lại kính rồi nha. Cái khu của màn hình như vậy, và nhìn các viền màn hình này, nhìn kỹ các viền màn hình này, màu đen này khó hơn. Nhưng màu trắng là rất là dễ và màu vàng rất là dễ. Bởi vì là máy màu vàng là màn hình của nó sẽ là màu trắng. Mọi người lưu ý là máy màu vàng thì màn hình vẫn là màu trắng, nhưng mà màn hình màu vàng nhé. Thì mọi người xem kỹ này. Màu đen thì là màu sáng, là màn hình màu đen rồi. Những cái đường nhựa này nó có một cái vết giống như ở vết xước bên trong hay không. Nếu có vết xước bên trong thì chắc chắn là bị tháo ra rồi và ốc vào hoặc là bị xước. Đó, nhìn kỹ cả cái mép mà viền rất là dày thế này là các bạn thì rất dễ. Xem bị xước ở bên trong hay không nha. Đó. Xem cái mép của màn hình này nó có đều nhau hay không. Nó có keo hay không? Bởi vì thời điểm hiện tại là ép lại kính nhiều ấy, hay là dựng nhiều ấy, thì những cái mép này nó không bao giờ đều như này đâu. Chúng ta cùng dùng tay chúng ta vuốt này, nó không bị gồ ghề lên, là nó khít với cả vỏ luôn ấy, thì mới là chuẩn. Chỉ những cao thủ thì may ra trong làng dựng điện thoại, dựng máy tính bảng thì may ra làm thôi, nhưng gần như không có đâu. Đây, vuốt rất là mịn này. Đó, nó không có gồ ghề lên, nó không cao hơn, không thấp hơn, mới là chuẩn nha. Đấy, cùng nhìn tiếp phía dưới phím home. Ở đây thì nó cũng giống như iPhone mình đã từng hướng dẫn mọi người ấy, là cái phím home này ấy, là nó sẽ theo màu sắc ấy. Ví dụ như đây là sản phẩm mình cầm trên tay nó là màu bạc này, thì cái viền phím home này nó sẽ có cái màu bóng giống như màu phay xước này, màu bạc. Màu vàng thì cái viền phím home này nó sẽ là màu vàng. Thì con màu đen thì cũng sợ rồi, bởi vì cái viền phím home của con màu đen nó sẽ là màu đen. Đó, cả phím home nó là màu đen luôn, bởi vì cái phím home này là phím home cảm ứng, phím home có gì không phải cảm ứng mà phím home có vân tay. Có vân tay ấy, thành ra là không thể nào mà thay thế khác được, bởi vì là con nào đi con đấy thôi, main nào đi phím home ấy thôi, không thể thay thế được. Thế nên là cái màu sắc nó chuẩn phím home nhá. Đấy, cái viền này, ví dụ cái viền của con máy màu vàng mà cái viền này nó là màu bạc ấy, thì đã bị thay rồi, bởi vì cái main con đấy là màu bạc mất rồi. Đó là xem phải chuẩn như vậy. Còn màu đen thì không sợ rồi, đúng không? Đó, cái viền màu bạc này. Đấy, cái phím home nhá, dùng tay này viết phím home này thì nó rất là đều, mới lại cả màn hình luôn, nó chỉ có lõm xuống cái phần bên giữa thôi, nhưng còn cái viền mép nó không bị. Anh em mà vuốt ngược lại mà nó cao hơn màn hình thì nó vuốt ngược lại nó cao hơn mình, vuốt ngược lại cao hơn mình chắc chắn là bị thay màn hình rồi, thay kính rồi. Đó, nó phải đều nha, mới là chuẩn.
Ở trên camera này nhìn kỹ xem có bụi không, không có bụi mới là chuẩn nha. Đây này, camera này. Đó. Đấy là xem qua hình thức bên ngoài để chúng ta nhận dạng được chiếc máy đã bị thay thế hay sửa chữa hay chưa. Cũng rất là dễ như vậy thôi, không thể là chuyên sâu 100% được nhưng mà cũng có thể nhận biết được sơ sơ. Nếu mà nhìn hoàn hảo quá thì thôi cho qua và xem tiếp để biết có chuẩn hay không. Còn nếu mà có bất cứ vết sạn nào thì bỏ qua luôn, đừng có mua nữa. Đấy là mình khuyên anh em là như vậy, khuyên mọi người là như vậy. Đó, thì bây giờ các bạn và mọi người là cùng vào nhé, bật máy lên này, bật phím home để vào bên trong này, vào phần cài đặt luôn cho mình. Vào phần giới thiệu thì ở trên này nó có kiểu số máy này, thì chúng ta sẽ ấn vào đây, nó sẽ ra tên modem. Ở trên này có tên mini 4 thì không thể đổi được rồi, đúng không? Vào bên trong này chúng ta nhận biết được chuẩn mini 4 rồi. Nhưng cái tên A modem này là A1550. Cái này thì như nào nhỉ? Lật sau lưng lên. Đây. A1550 chuẩn đét nha. Nó phải chuẩn như vậy, còn nếu lệch A là chắc chắn là bị thay vỏ. Đó. Tiếp nữa là cái số serial number. Đây này, cái serial number này, đó, nhân tiện ấn vào đây này. Xong copy một phát đi. Đó, sao chép đi nhá. Đó, sao chép đi. Tí nữa xem trên web. Đó, cái serial number này. C này. Cái serial number nhá, HML này. Đấy, nó phải trùng ở đây. Trùng A rồi trùng cả serial number. Không trùng là vất đi, là chắc chắn là thay. Như thế bỏ qua không được dùng nữa. Chắc chắn là như vậy nhá. Đó. Tiếp nữa này là ngay trong phần cài đặt đây, thì chúng ta có thể xem được là phần giới thiệu về dung lượng bộ nhớ máy cũng như là thông tin, ví dụ như là máy không có 4G thì nó sẽ không có dòng email này, không có băng tần, không có dòng email này. Đó. Còn máy mà có 4G chắc chắn là phải có, chắc chắn phải có nhá. Đấy, còn máy lại có 4G lại là máy có cái này mà lại không lắp được sim thì máy đấy là bị phá cloud rồi, không dùng được. Hoặc là máy có 4G mà không có email này thì cũng vứt, chuẩn nó phải như thế. Đó. Và bây giờ là sẽ kiểm tra internet, kiểm tra online, kiểm tra trên trang chủ Apple. Thì tất nhiên là chúng ta phải kết nối wifi, cái này phải kết nối wifi rồi. Đó. Thì chúng ta mới kiểm tra được. Đấy nhá. Đó, sau chúng ta vào trang chủ Apple luôn. Vào trang chủ Apple, đừng có vào trang linh tinh nha. Bởi vì iPad là một cái thiết bị rất dễ phá iCloud khi mà người ta đã chiếm hữu được cái số serial number của mình. Số serial number hiện tại người ta bán ở trên mạng công khai ấy. Đó, thế nên là rất là nhiều người muốn sưu tầm một số đấy là người ta dùng những trang web giả mạo, là người ta sưu tầm những cái dãy số serial number mà không dùng iCloud. Đó, thế nên là chúng ta cần phải check ở trên trang chủ của Apple. Thì chúng ta cần phải vào là check iPad. Đây này. Check iPad này. Vào luôn trang chủ Apple ngay trên cùng này, con logo Apple góc này, chúng ta vào đây. Đó, chúng ta paste cái serial number mà mình vừa mới lại cả copy ở đây vào. Đó, thì đơn giản như vậy thôi, xong chúng ta gõ captcha. Đấy, gõ captcha này. Đó, thì nó sẽ ra này. Đó, nó ra tên nhé. iPad mini 4 Wi-Fi cộng cả cellular, cellular nghĩa là có thể dùng được mạng di động 4G đấy. Còn nếu mà Wi-Fi không thì chỉ ghi chữ Wi-Fi thôi. Chuẩn như thế nhé. Ngày tháng mua hợp lệ này và tất nhiên là hết bảo hành rồi. Còn nếu mà nó không hiển thị được những cái nút xanh như này mà nó hiển thị một cái màu đỏ ấy và nó không hiển thị được tên máy như này thì chắc chắn một điều ấy là cái máy đấy có vấn đề. Đó. Còn anh em đừng có tin, rất là nhiều anh em hiểu lầm nhá. Ngày xưa thì có đúng là Apple nó sẽ hiển thị màu ở đây, nhưng đến thời điểm hiện tại nó sẽ không hiển thị màu ở đây đâu. Thế là cái màu này chỉ là màu tượng trưng của sản phẩm thôi. Chứ nếu nhiều người check, nhiều khách hàng check để bảo mình là tại sao con của em màu trắng mà em check ở trên này hiện màu vàng, thì cái này nó không bán được màu. Và chỉ có một cách duy nhất là xem ở trên mạng có màu hay không ấy. Thì rất đơn giản thôi. Chúng ta cần một chiếc máy tính, cần một chiếc máy tính chạy Windows, một sợi cáp USB để kết nối với máy tính đấy. Đó. Nhá. Một sợi cáp USB để kết nối máy tính này. Và ở trên máy tính, đây anh em cùng nhìn vào màn hình máy tính với mình nhá. Ở trên máy tính thì chúng ta cài cái phần mềm là phần mềm Auto như này này. Đó, phần mềm Auto này nhá. Thì phần mềm này nó cũng khá là hay. Sau đó chúng ta cắm cáp này vào này. Đấy, phần mềm này thì chúng ta có thể xem được màu sắc, dung lượng, xuất xứ, như là thời gian sạc bao nhiêu lâu, thời gian sản xuất là như thế nào. Rất là hay ở chỗ đấy. Đây, chúng ta tính cạnh nhá, cho kết nối máy tính này. Thì bây giờ ở trên máy tính nó sẽ báo này. Ở trên này nó sẽ báo luôn đúng là màu bạc này, cắm màu nào và báo vào đấy chuẩn như nhá. Thì trên này nó báo là iPad mini 4 bản 64GB màu silver. Đó, màu silver màu bạc đúng không? Yes báo này, nó xuất xứ của nó là ở Nhật này, khu vực bán là ở Nhật này, Japan này, đấy, nó báo là ở Nhật nhá. Thật ra bảo hành tất nhiên là hết rồi, nhưng chúng ta sẽ xem được ngày sản xuất này. Ví dụ đây là con này là sản xuất vào ngày 29 tháng 5 năm 2016. Đó, mà chỉ sạc có 2 lần thôi, sạc có 2 lần thôi. Dung lượng pin thì lại chỉ còn có 92%. Đó nhá.
Bởi vì vì sao iPad số lần sạc nó rất là ít, bởi vì đơn giản thôi, bởi vì số lần sạc này nó tính theo dựa theo lần sạc đầy. Thì iPad đâu có sạc đầy nhiều đâu mọi người, thì bởi vì sạc đầy rất là lâu ấy, mọi người chỉ sạc tầm khoảng ok là mọi người rút ra người ta dùng rồi. Thế nên số lần sạc nó báo có 2 lần, nhưng pin nó chỉ còn có 92% thôi. Đó, nó không còn được 100% nữa. Dung lượng của pin là 5000 thì hiện tại giờ chỉ còn 4600 thôi. Đó. Và có một cái xem hay nữa là chúng ta sẽ vào phần xem báo cáo xác minh này. Thì ở trên này nó sẽ báo được tất cả thiết bị có bình thường hay không, ví dụ thay thế linh kiện nào nó sẽ báo. Bởi vì nó dựa theo cái số serial number của linh kiện cũng là số serial number mà được nạp ở trên main ấy, thì nó sẽ báo được là có chuẩn hay không, ví dụ như mainboard này hay là pin còn nguyên này. Đó, nếu mà thay pin nó sẽ báo màu đỏ ở đây, thời gian sản xuất với thời gian cả lắp ráp giống nhau này. Camera trước này có chuẩn hay không, camera sau có chuẩn hay không. Đó là nó sẽ báo được hết. Hay không? Đó anh em thấy rất là hay nhá. Là sẽ báo chuẩn, và đây là hàng thương mại bình thường hay là hàng trả hàng cái hàng CBO. Đó, thì ở trên này nó là M là thương mại thường này, nếu là N là bản trả hành này. Nó dung lượng 64GB chip, dung lượng là của SanDisk luôn. Đấy, báo rất là chi tiết như vậy. Và điểm số cho sản phẩm này là 100 điểm. 100 điểm ở trên thang điểm 100 là điểm tối đa sản phẩm của nguyên zin ấy. Chứ báo thấp thì là sẽ bị thay thế rồi, thì nó sẽ xuống điểm. Đó, rất là hay. Đó, xem bằng Mautu này cũng là một cách tham khảo rất hay, mà chỉ là tham khảo thôi nhá. Còn chuẩn nhất là vẫn là dựa vào sự uy tín của cửa hàng thôi. Và tất nhiên là mình làm clip này thì mình sẽ không bán hàng vớ vẩn đâu. Đó, cái đấy là cái hướng dẫn anh em. Còn bây giờ mình sẽ quảng cáo nhá. Anh em mua sản phẩm này thì anh em có thể liên hệ bên mình theo số điện thoại 0256526789, comment vào dưới video, hoặc là có thể là inbox vào Facebook là msm.vn, hoặc là vào website bên mình luôn là msm.vn để mà đặt hàng trên đấy cũng được. Bên mình sẽ ship COD toàn quốc sản phẩm này đến cho anh em. Nhận hàng phải thanh toán. Và tất nhiên rồi, bên mình sẽ bảo hành tất cả các sản phẩm ship COD thì một đổi một ít nhất 45 ngày. Có nghĩa là lỗi trong 45 ngày anh em có quyền anh em hoàn lại. Rồi bên mình đổi cho sản phẩm khác, hoặc là anh em dùng trong vòng một tuần không thích anh em có đổi thoải mái. Bên mình hoàn toàn chịu phí đi ship đi ship về cho anh em. Cho anh em hoàn toàn yên tâm nhá. Anh em và mọi người và các bạn xem clip này mà thấy hay thì cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và ủng hộ là bằng cách subscribe kênh YouTube của mình sẽ đưa ra rất nhiều clip hướng dẫn cách chọn mua máy tính bảng, điện thoại, nói chung cho anh em. Cảm ơn nhá. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.